Rồi, xin chào tất cả anh em đang đến với Lê Khôi Audio. Thì hôm nay Khôi là tiếp tục giới thiệu tới anh em một con âm ly receiver rất đặc biệt. Đặc biệt ở đây nó là siêu to khổng lồ, và thứ hai nữa nó cũng là con âm ly lớn nhất của hãng này. Đó là Optonica model SA5601 anh em ha. Lý do mà hôm nay gọi là siêu to khổng lồ tại vì nó lớn từ cái kích thước nó rất là lớn, nó size 58 anh em. Và thứ hai nữa là nó là dòng lớn nhất của hãng nên được gọi là siêu to khổng lồ. Con này thì ngoài cái việc anh em mà ghét nghe hay rồi thì nó còn có cái giá trị sưu tầm nữa anh em ha. Thì bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần hơn, đặc biệt là con này, để cho anh em xem những cái điều đặc biệt ở con này từ cái ngoại hình. Đầu tiên là thiết kế 4 cái đồng hồ, 2 cái đồng hồ cho âm ly và 2 đồng hồ cho radio anh em ha. Rồi, thứ hai là anh em xem các cái núm này, được đầu tư rất là công phu nha anh em, đầu tư rất là công phu. Nhìn cái núm thôi nó đã mê hồn rồi anh em ha. Được chế tác rất là chi tiết. Anh em nhìn, chỉ có thể là những cái sản phẩm cao cấp thì mới đầu tư thiết kế như vậy nha anh em. Anh em nhìn một cái núm này thôi nha, mà được thiết kế là rất là nhiều. Anh em nhìn cái núm thôi nha. Trong các cái dòng Pioneer cao cấp của hãng Pioneer thì cũng chưa làm được những cái núm như thế này nha, rất là cao cấp. Đây, em có thể lúc trong cái núm anh em xem ha. Đây này, nhìn cái độ công phu của nó ha, là anh em biết rồi. Tại vì nó là cái đời cao nhất nên được đầu tư rất là kỹ lưỡng về cả cái ngoại hình cũng như là về thiết kế cấu tạo bên trong. Thì phần bên trong thì tí nữa Khôi sẽ nói kỹ hơn anh em ha. Rồi bây giờ xin phép anh em là Khôi sẽ để máy lên, để camera lên kệ ha, để mình tháo cái nắp để nói rõ hơn, chia sẻ anh em về cái con này hơn. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi. Con này thì được thiết kế đây nè, nhìn anh em nhìn ha, anh em sẽ nói rõ hơn về con này. Những cái đời cao thì mới có thiết kế ba dải anh em nha, bass này, mid và chép này, chỉnh ba dải anh em ha. Đó là cái điều đặc biệt ở đây. Thứ hai nữa là chỉnh được cái ba dải là bass mid chép để anh em có nhạc vàng rồi anh em ha. Còn bên này có những cái phần đặc biệt bên này này, thì những anh em nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm bên này ha. Tab phono thì cái này là đơn giản rồi, radio rồi ha, thì không nói nhiều hơn. Thì bây giờ sẽ nói về cái phần cấu tạo bên trong có gì đặc biệt mà làm nên một con âm ly siêu to khổng lồ và con lớn nhất của hãng nha. Rồi đây về cái vỏ gỗ này, cái này là vỏ zin hoàn toàn luôn, chưa qua chỉnh sửa nha. Cái nắp này anh em nhìn nó y hệt như là nắp của con sếp anh em ha. Con sếp. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo cái nắp ra để khỏi mất thời gian của anh em, thì Khôi đã tháo rồi. Đây cái vỏ của nó rất là chắc chắn anh em nha, rất là chắc chắn anh em nhìn rất là kỳ xảo, rất là tinh tế chứ nha, được thiết kế rất tinh tế ha. Gỗ rất là dày, rất là chắn em ha, chứ không phải là vỏ ván ép ha, cái là vỏ gỗ cây như này nha, vỏ cây. Rồi xong cái vỏ ha, cái vỏ rất đẹp, nói chung rất đẹp. Rồi cái phần quan trọng không kém tiếp theo đó là cái phần thiết kế bên trong. Đây, con này được thiết kế là đến 3 cặp loa anh em, 3 cặp loa. Công suất thực tế của nó là 90W một kênh, một thông số cũng khá lớn, cho phép anh em đánh được loa 4 tắc nha. Cái thứ hai nữa là đánh 4 con sọt sắc Hitachi. Con sò này thì khó nhìn cái số của nó thì khó biết được đây là những con sò lớn, chịu điện thế cao, được sử dụng trong các cái dòng âm ly cao cấp, ví dụ như Lutman L68A hay là sử dụng trong Acuphase. Đó nên anh em biết là mấy cái con sò này có giá trị rất cao, cho chất âm rất là hay, tiếng rất là hay. Bên cạnh đó là sử dụng cái nguồn rất là to này, anh em nhìn này, nguồn rất là to, với 4 cái tụ
Đặc biệt là cái tủ này là tủ Nichicon 10.000 mil, 10.000 microfarad, rất là lớn. Đó là những cái thông số cơ bản của con âm lý này. Tại vì anh em thấy là thiết kế 3 cặp loa và thứ hai là công suất 90W một kênh, thì chắc chắn rồi, thì con này phải sử dụng tù cao cấp và có cái thông số lớn. Con này Optonica, nói về Optonica thì nó là dòng âm ly của Nhật nhưng mà sản xuất cho thị trường Mỹ anh em ha, điện sử dụng là 120V nên gọi là âm ly Mỹ anh em ha, made in Japan nhưng mà điện 120V, một dòng điện duy nhất thì cũng gọi là âm ly Mỹ nha. Tại vì sử dụng anh em nhìn thấy là sử dụng tù của Nichicon là một cái đơn vị hãng sản xuất chuyên sản xuất linh kiện cho các cái dòng âm ly cao cấp của châu Âu nha. Thì mới được sử dụng trong này. Ngoại hình của nó là 48 anh em á, là 50 mấy chứ. Anh em đợi chút xíu em đo luôn ha. Bữa kia đo rồi nhưng mà quên mất cái kích thước ha. Anh em đợi tí nha. 58 anh em nha. Có cái vỏ gỗ vào là kích thước của nó là 58. À 56, 56 56. Tôi nhầm ha. Đây. Kích thước của con này là 56 anh em ha. Một cái size lớn. Và cái chiều sâu của nó. Đây nè, chiều sâu là 40 và cả bao gồm anten phía sau. Nói chung là kích thước này bằng với kích thước của Pioneer 1250 của 90 DB anh em. Thì cái con này ngoài cái việc là cho chất âm hay thì con này có cái giá trị sưu tầm rất cao. Vì trên thị trường hầu như chưa có cái con này để bán, hoặc là ai đó có nhưng mà không có đăng công khai rộng rãi anh em ha. Nên anh em sưu tầm con này không chỉ để chơi mà còn là để khoe với bạn bè. Mình đã chơi dân chơi audio thứ thiệt, đã sưu tầm được một con âm ly quý hiếm như thế này. Rồi. Đó là, và con này zin toàn tập từ A tới Z anh em ha. Và đẹp với tình trạng này thì gọi là đẹp xuất sắc, đẹp như mới sản xuất thì tùy anh em gọi nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ test một cái ca khúc Bolero để anh em cùng nghe thử nha. Anh em đợi Khôi một chút xíu. Con này thì đánh Bolero, anh em có loa JBL 100 Century, HBM 100, Pioneer S180A, vân vân thì mời anh em mang con này về để đánh nha. Và cái mức giá cho anh em con này là 19.500, một mức giá quá đẹp, quá hời luôn. Anh em nên sưu tầm nha, sưu tầm. Còn bây giờ thì Khôi sẽ test các chất âm cho anh em nghe thử nha. Và thứ hai nữa để biết là máy móc đã hoạt động hoàn chỉnh, anh em chỉ việc lấy về và cắm vào sử dụng nha. Các cái dòng loa anh em cần tới công suất, cần tới độ khó thì con này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Khôi đã ghép qua một số loa khó nha, thì có cái đánh giá rất là khách quan, là rất là hay. Rồi bây giờ sẽ mời anh em nghe thử. Và hôm nay Khôi lại ghép với một cái cặp loa ân để nói về cái độ khó của nó anh em nha. Ghép với một cặp loa ân luôn để anh em là cùng nghe thử. Còn ghép với loa Nhật thì rất là bình thường rồi, tại vì con này âm đi xuất Mỹ, cho thị trường Mỹ thì chắc chắn luôn nó phải có những cái điều đặc biệt thì mới xuất được vào cái thị trường Mỹ anh em ha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ chỉnh cái loa một tí ha, để anh em cùng nghe thử. Rồi bây giờ sẽ mở nhạc, anh em đợi Khôi ha. Khôi sẽ mở một ca khúc Bolero đi ha. Bolero. Rồi anh em đợi một chút xíu để cho máy bay qua rồi ha. Chưa hát này, mình đang gạt cái chỗ nào đó nó chưa đúng thì nó chưa hát anh em ha.
chưa có nguồn. Mình làm một hồi mà cơ bản là chưa cắm nguồn anh em, mình nó không biết tại sao nó hát chưa cắm nguồn. Chưa hát này, chưa cắm nguồn cũng vẫn chưa hát luôn. Có cái gì đó nó đang là sai luôn ha. Để mình coi thử. Đây rồi. Rồi bây giờ những anh em nào mà mới mua âm ly về á mà cũng không hát như Khôi á thì anh em cũng đừng có lo lắng ha. Đó là mình lắp chưa đúng nha. Khôi đang để xa ra một tí ha.
quen thuộc anh em ha. Cái này là lên và đẹp. Nghe tiếng bát anh em nha. Tôi kể người nghe đời lan ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thơ ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng lan chung. Nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành điểm ơi lan cắt tóc quên đời vì anh. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều vì cái thời lượng có hạn do Khôi quay cái clip giới thiệu về economy nó quá dài nên clip xin được phép kết thúc tại đây. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em mời anh em cùng đăng ký để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất đến từ Lê Khôi Audio cũng như để ủng hộ cho kênh của Khôi ngày càng được phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.